Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Còn ở khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long, dự báo đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào và rông, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 26 đến 33 độ. Vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Còn bây giờ, chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Trung Bộ, nên thời tiết toàn Bắc Bộ có mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi. Trong đó, vùng Trung Du và Đồng Bằng khả năng còn có mưa vừa đến mưa to. Cần đề phòng xét, gió giật mạnh và lũ quét, xa lở đất đá tại những nơi sung yếu nền nhiệt ngày mai tương đối mát mẻ, cao nhất trong khoảng trưa chiều cũng chỉ dao động từ 28 cho đến 31 độ. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải thời tiết xấu vắt ngang qua, nên trong đêm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi trong khi đó khu vực trung trung bộ từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa rào tập trung trong đêm nay và lặp lại trong chiều tối đến đêm mai còn các tỉnh từ bình định đến bình thuận ban ngày có nắng gián đoạn về chiều tối có mưa rào và rông đề phòng có xét gió giật mạnh trong mưa rông nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía bắc trung bộ giao động ở trong khoảng từ 29 đến 32 độ và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành phía nam Đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông. Thời điểm mưa tập trung trong đêm và khoảng chiều mai, cần tiếp tục đề phòng hiện tượng xét và gió giật mạnh trong cơn rông. Nền nhiệt ở các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều, nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 28 cho đến 30 độ tại vùng cao nguyên và ở dưới 33 độ với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và rông. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.